tôi thì tìm chụp ảnh già đâu có thích chân khỏe tiền quá mệt này cháu quá nhưng mà tình trạng tôi còn xứng đáng được tôi đến cái gì Khánh, cao anh Khánh ấy, rồi thì Lâm Kèm này, ông Trần Văn Việt tên là thế nào cả, tôi bảo thế à, đấy ông tổng tư lệnh cũng không biết, bởi vì anh em phản pháp cũng đấy, và phát tin tôn cũng biết nó là đạo. Thưa cô, cháu có ý kiến anh nhờ phải gọi là người đi mà chăng, đi chăng cũng không làm được, nhưng mà anh xoay xoay như là thằng cho cái thằng bé ngồi đúng rồi rồi. Tiếng chim hò trong veo chào mùa xuân đẹp lắm. Từ vườn xưa dưới bóng cây Bác Hồ, chim về đây làm tổ, chim lớn và chim nhỏ được nghe mơ ước, mơ làm cánh chim được về đây hót mừng muôn lời ca ngợi Bác của đàn cháu Tây Nguyên. Sáng sớm này cháu đến thăm vườn Bác, cháu bé Tây tiếng chim hò đi làm tổ, chim lớn và chim nhỏ được nghe Bác ngâm thơ. Lòng em mơ ước mơ lắm, muôn lời ca ngợi Bác của đã. Chúng tôi được nghe những cụ hồ hát lại hồi xưa, các bạn thấy là quá. Câu chuyện đến này, ông cụ mình thấy là quốc dân đại hội họ em vừa ngồi nghỉ một tí, ông bảo trường sinh ơi, tổ chức trò chơi nhỏ cho chúng tôi chơi với, ngay ở cạnh quốc cái đình dân tàu, ngay ở trong đình dân tàu, ông bảo thế. Cái chuyện tôi ngắm nhắc lại ông cứ gửi thế nào thế ông bảo là lời giải, tôi cũng bảo của cô ấy tôi cũng muốn, nhưng mà nếu cô bảo tôi là lời giải tôi là chuẩn, tôi bảo mời cụ chủ tịch mở lời giải hát một bài. Chỗ bài mệt quá tôi nhờ đồng chí Trần Duy Hưng nói hộ. Không phải là lâu mình tại tức là cuối cùng cái anh Mỹ là hơi cây gì đấy cây gì thì cháu là người này người không vay được mùa hỏi đến đâu đây thì đây đâu làm cò bên mình là mình ngược nhau thế sớm cứ vì tên thơ vẫn nên mặc cho tôi về ngàn ngàn đầu lần cành nơi ba xưa khắp nơi đây là tiếng lừng đưa con mỗi ngày ở trong cái phố có bao nhiêu điều kiện tôi từng đã khá lắm, nhưng cái quan trọng không phải đấy, quan trọng là ngày nào tôi cũng phải nhớ tôi phải làm điều kiện. Cho đến bây giờ là tôi nhờ các vụ này đi vào đường thấy ông bỏ chuối vẫn cứ người đấu tranh với địch. Những cái nó kích thích chứ không phải là ông nhớ nay ăn cơm là ớt thì không bỏ, nhưng ông biết lắm chứ không có ớt không chịu được. Nhưng còn nếu cả đời ông không có ớt thì cũng ở trong đời có cái kích thích. Còn kích thích không phải là như bây giờ thì làm lúc già già thì xoáy, kẻ mặt xoáy.
như cái anh Minh nó nói cho bạn đó. Anh Minh nói cho Minh nó bảo như là mà không ăn cắp đấy là lời cụ Thúy chứ không phải lời tôi, không phải tôi đâu. Tôi nhắc lại lời Nguyễn Lương Bằng thế thôi. Nhưng nó lại bảo là cụ Thúy nói bây giờ bố tôi phải đau ốm nó chửi tôi chết. Nguyễn Lương Bằng là cái ông coi việc tiền nong của chính phủ và bộ đảng không rất bản tiện. Cháu ông thư ký của ông là phần lớn như Đức ấy chẳng hạn. Cũng phải ông chạy đến một cơ quan chức năng ấy. Ông nghiệp ghê lắm, mà đời sống của ông cũng rất là nghiệp. Bà Nguyễn Lương Bằng không bao giờ được bước chân lên xe ô tô của ông đâu. Không cho cái chuyện này dã man, nhưng ông làm đến không cho mãi ngồi xe ô tô luôn. Thế kia ông ấy bảo là, người ta hỏi, sao anh dùng nhiều hướng đạo chứ? Ông bảo thế nào, cái này càng kinh khủng lắm. Ông làm cái gì? Theo phong tục tập quán người dân tộc vẫn là ngày thầy. Chúng em là những cái người mà được anh dìu dắt. Số đông ở đây mà những anh em hướng đạo thì có lẽ là tên là ít nhất là phải 60 năm. Là vì năm nay là năm 92 rồi, mà chúng em đi theo anh từ năm 30-31. Thế cho nên là... Vào đoàn đoàn kiếp năm 30 đúng không? Có ai hỏi không? Bạn kiếp thì sinh văn kiếp là 6 rồi. Anh không biết cái anh mới 70 đấy. Anh nào sắp còn sống không? Lâu lắm rồi. Vâng, nhà con đến chị thế. Thưa anh, sinh ra 30 Tết là đến ngày mùng 1 nó đã gọi được là 1 tuổi rồi. Anh nhớ là đây là một cái mừng chung của tất cả chúng em cùng với gia đình. Thế thì em được anh em giao cho chị nhiệm là hôm nay đến để thay mặt anh em chúc Tết anh, mừng thọ anh. Và có một cái điều mà chúng em trong thời gian qua cũng đã làm được, cho nên rằng thì chúng em muốn lấy cái này là một cái quà để mừng năm mới với anh. Thì anh Thước là cái người mà anh cũng đã giao cho rất nhiều nhiệm vụ, mà đến bây giờ thì anh Thước vẫn cứ nhận cái nhiệm vụ ấy, cho nên rằng thì là anh Thước sẽ thay mặt chúng em báo cáo lại với anh sơ bộ thôi, chứ nếu mà đầy đủ cái báo cáo thì có lẽ cũng phải đến 12 giờ mới xong. Phiếu như thế này để ghi vào là tô tem là gì, đoàn đoàn nào và ý kiến cảm tưởng thế nào. Anh Kỳ và tôi là trong cái ban thư ký thì phát ra là hơn 300 phiếu, nhưng mà thu về báo cáo anh Thúy là được có 220. Thế là có 90% anh em là chưa thu được. Thì hôm nay đến mừng tuổi anh thì có một hướng đạo sinh giữ lời hứa là mang phiếu đến là Hoàng Đình Tuất. Tôi xin phép các anh các chị kỷ niệm 45 năm hoạt động toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 1991, được sự bảo trợ của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, anh chị em hướng đạo sinh Việt Nam thế hệ 45-46 đã tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh vào sáng ngày 19 tháng 12 1991 để kỷ niệm 45 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Trên 300 anh chị em hướng đạo sinh Việt Nam thế hệ 45-46 đã về dự, có 18 nữ hướng đạo sinh đại diện cho hướng đạo sinh ở hầu hết các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ cũ. Lão huynh trưởng Hoàng Đạo Thúy, 92 tuổi, nguyên tổng ủy viên trưởng Hội Hướng đạo Việt Nam đã đến dự và nói chuyện thân mật với anh chị em. 45 năm ngày Bác Hồ nhận làm danh dự hội trưởng Hội Hướng đạo Việt Nam. Tuy thế, gặp mặt truyền thống lần này 19 tháng 12 1991, tất cả anh chị em hướng đạo sinh có mặt đều tỏ ra rất xúc động và đã ghi vào 226 phiếu đăng ký gửi lại cho ban tổ chức chiều ngày 19 tháng 12 1991. Đây là cái thông báo của thông tin của báo Nhân Dân. Vợ cứ nói tuyên truyền bình minh phải chồng cứ gắt, giữ bí mật nó gắt. Vợ bảo dọa bỏ cơ mà, rồi nó cũng không bỏ.